Chào thầy. Mến chào mọi người. Chào thầy. Tình hình sao rồi? Vẫn cái dịch vui vẻ thầy ơi. Căng quá thầy ơi. Gì mà căng? Qua thua trận tối qua hả? Giờ cách ly căng quá thầy ơi. Nhà em mới ở cái khu phố em mới được nhận chỉ thị 16 rồi thầy. Căng quá thầy ơi. Có chuyện gì khó khăn ba má lo chứ có đếch gì mà lo. Giờ là không ra ngoài đi mua đồ ăn được thầy. Ba má lo chứ mày lo làm đéo chứ mày có lo được cái gì đâu mà mày nói. Mày chỉ có biết ăn chứ mày lo gì. Giờ không đi mua bim bim với nước ngọt nữa thầy. Trong cuối tuần người ta mua trước đi. Nè. Người ta phải tính toán trước cái gì đâu mà lo. Nhưng mà tuần rồi em không được gặp thầy, em nhớ thầy quá thầy ơi. Chém gió vớ vẩn. Chót mũi, chót lưỡi đầu thầy môi. Thầy như thầy. Thầy khỏe như thầy. Ta sẽ khỏe nếu mày trả bài được. Nhã đâu rồi? Dạ. Mày hứa dạ, gì em, với em mày đây hứa, thầy. Mày hứa cái gì với thầy? Còn tình rồi nhà đâu có học đâu thầy. Nó mê bỏng nó bỏ thầy. Bạn đó này bạn. Kỳ bạn. Bốc phốt nhau đi. Chửi nhau bốc phốt nhau đi. Em học thầy biết mà. Nội đâu? Bà nội đâu? Chưa 12 giờ. Rồi ngủ chưa thầy ơi. Hay quá ha. Em tính kêu nội vậy mà thấy nội ngủ rồi em không dám kêu. Ok thì bữa nào ta sẽ hẹn nội riêng buổi nói chuyện cái gì đâu khó. Dạ ok, ngày hè buổi tối thầy chứ buổi trưa thầy nội ngủ chưa thầy. Ông tao thì tao sẽ hẹn nội buổi để gặp buổi trưa để xem con cháu trong nhà nó học hành thế nào. Được không? Hay thôi bây giờ mày trả bài xong rồi gửi cái video này cho nội dạ, xem được. Sau cũng được. Ừ. Trả bài. Nội em không xài mấy mạng này mạng xã hội thầy chắc nội em không xem được thầy. Nội vẫn xem TV thôi mày đừng có nói điều mày ơi. Người ta đẻ ra mày đẻ ra cả tía của mày nữa thì người ta cái coi thường người già. Thầy tháo bàn sĩ thầy qua sĩ thắng banh sĩ vui lắm thầy. Tao đã, mày đã hứa với trả bài với tao, trả lại đi mày. Hứa làm chứ, lỡ rồi, 20 tuổi đầu rồi, bộ kỳ vậy. Trả bài coi. Trả bài tuần trước nghỉ hè hả thầy? Đúng rồi, nghĩa vẫn học mà ai nói nghỉ hè đâu. À rồi, đúng rồi, tuần mà tụi mình học mà trong hè nghỉ hè thầy đúng không thầy? Mấy bài đó đúng rồi. Nếu mày không trả lời được chính xác thì mày trả bài từ đầu kỳ đến giờ tóm được lại tất cả những gì học cũng được. Ôi dồi ôi. Rồi. Rồi để em trả lời từng nghỉ hè mình học gì đó. Đúng thầy. Cái từ nãy giờ mặc cả làm cái đéo gì nói chuyện mà nói nhây quá, mày nói vào vấn đề mẹ nó luôn đi cho rồi. Mày yêu cầu trả bài chứ còn bây giờ nó ngồi nó nói tới nói lui. Dạ thầy, là trong tuần nghỉ hè chúng ta học về ba loại à, về, bao gồm là Anonymous. Cái gì mày nói học ba loại làm gì có khái niệm ba loại? Ba khái niệm chứ nhầm. Dạ, ba khái niệm thầy. Rồi học về ba khái niệm. Đầu tiên là học Anonymous. Thứ hai là học về Interface. Thứ ba là học Collection Frame. Frame cái đầu mày, frame là cái khung hình ấy. Nên anh của Little UK vậy á hả? Collection flame của thầy. Flame là ngọn lửa, tao đầu cái đầu frame. Mày bây giờ. Frame. Frame là méo có chữ frame thì có form là nông trang nông trại cho mày. Bắt đầu sợ tiếng Anh thầy Hoàng rồi đấy, bắt đầu sợ tiếng Anh thầy Hoàng rồi đấy. Đúng rồi thầy, em đọc đúng rồi thầy. Frame. Frame cái đầu mày. Kìa. Nông trang á hả? Nông trại á hả? Không. F R A M E á thầy. Đâu phải, cái đó là frame.
Frame là cái khung hình, khung nhìn, là cái tấm cái khung hình của bức ảnh ấy. Đấy, đoạn này nội nghe là bắt đầu nội thấy sướng rồi đấy. Đâu có sai cái chữ tiếng Anh là thầy, đâu không biết, không trách đâu thầy. Có sai một chữ tiếng Anh hả? Đù má chữ frame thầy, nó khác, nó khác chữ frame. Còn cối cãi nữa. Chứng minh một điều là chỉ nghe tao giảng mà đéo lên trên mạng đọc. Framework là một cái bộ thư viện, là một cái dàn khung để làm việc. Mẹ nó khác hoàn toàn, frame là cái khung. Cãi không? Dạ không, lỗi em xin lỗi thầy. Tức là chứng minh một điều chỉ nghe thầy Hoàng giảng thôi, mà cái đéo bao giờ sao sợt thêm trên mạng những cái chữ gì để mở rộng kiến thức đúng không? Trả lời yes or no thôi. Dạ, đúng rồi thầy. Yes. Tao thất vọng. Thế ngồi nhớ thầy Hoàng giảng sai sao mà tại sao chúng mày cứ ngồi mà nghe không, mà chúng mày không bao giờ có khái niệm tò mò lên trên mạng search và đọc thêm những thông tin khác. Học như vậy là gãy rồi. Nếu bạn nào bắt đầu hôm bữa học tôi thì chúng ta mới session các bạn ạ. Cô nào vậy? Cô nào mở cái máy gì vậy? Dạ em thầy, em lỡ tay em bật nhầm kia thầy. Là mày còn đang mở cái gì nữa hả? Dạ em bấm nhầm vô cái kia thầy. Anh đéo có nhầm, mày đang ngồi mày giảng mà học bài với tao mày sao nhầm? Không em thầy. Để bài tiếp. Dạ. Dạ. Thưa thầy, nói về Anonymous, chúng ta đã khái niệm về Anonymous thì thầy có dạy là Anonymous là một Anonymous cái... class đúng không? Nó là Anonymous của tao. Má cái thằng này. Anonymous class, dạ. là một khái niệm giống như abstract là cha trừu tượng. Con bắt đầu nói lung tung nha. Mày chuẩn bị đền cho tao cái bàn phím và cái cam đi. Là một cái không hoàn hảo. Mà trong đó là cha khai báo hả ta? Khai báo. Dẹp mày đi thằng sĩ trả bài. Dẹp mày đi thằng sĩ trả bài. Dạ. Xin lỗi thầy với cả lớp ạ. Ủa thầy, ủa sao lại mày có trả bài không sĩ? Dạ. Dạ có. Dạ bây giờ thầy hỏi thầy. Đúng má, hỏi cái câu mà thằng nhà nói chung nói vấn đề mà hôm bữa học online mà thằng Nhã đâu trả lời được. Vậy thì em trả lời tiếp cái câu của Nhã. Trả lời lại từ đầu. Dạ. Tuần thì tuần vừa rồi mình học khái niệm Anonymous, rồi khái niệm Collection. Anonymous là... cái đầu mày. Tao đéo nói về cái nhóm hacker vô rank ở trên mạng. Đọc cho nó đúng và đủ. Class Anonymous. Anonymous class. Quá, danh từ tính từ là đéo biết cái little UK chúng mày học hành cái gió gì mày không phân biệt được thế nào là danh từ và tính từ là đứng trước đứng sau à? Dạ dạ là Anonymous class là khái niệm là collection và là framework. Khái niệm collection mình nói lại coi, mình nói lại từ đầu coi nào. Thì hôm bữa là mình học về Anonymous class nè và khái niệm collection là gì nè và nè cái đầu mày đúng mày mày có vấn đề gì về giới tính không? Và chúng ta còn học thêm về Aurelius. Cái Anonymous cái đầu cả... mày nói lại, mày nói kém hơn thằng Nhã đoạn đầu rồi. Ủa đúng rồi mà thầy, không bữa mình học Aurelius mà thầy. Tao đéo giảng Aurelius ngay, tao đéo giảng Aurelius ngay. Nói nhố nữa nhằn. Thì thầy giảng về mấy cái collection là ở bên trong nó có cái loại túi. Thì cái Aurelius nó là một cái loại túi. Thì là một loại, tức là phải nói cái lớn hơn chứ tại sao người ta đi nói cái nhỏ trước? Thì mình học Aurelius thì em mới học thì mình... Đâu mẹ, tao giảng rất nhiều thứ rồi bắt đầu tao mới giảng vào Aurelius. Dạ thì mình có ba loại túi thường dùng, thường gặp là Aurelius là mạng... Mày đang nói vào chi tiết quá rồi. Dạ thưa thầy, hôm bữa thầy giảng về những khái niệm cơ bản. À những có ba cái khái niệm lớn. Thứ nhất là Anonymous Class. Thứ hai là Interface. Thứ ba là bộ sưu tập Collection Framework. Thì,
Thì em trả lời trực tiếp cho thầy chứ thầy. Bây giờ mày cãi tao, tao kích mày ra khỏi lớp nha. Dạ thì, dạ, thì mày đã nói sai thì mày ngồi im. Dạ, dạ em trả lời tiếp hả thầy? Mày trả lời tiếp đi con đéo đi nè. Dạ thì đó thì là có ba kiểu như là ba loại. Đéo mà cái đó mấy cái khái niệm kia nói trước đi đã, tụi mẹ kiếp đoạn cuối cùng mới học đến Aurelius cơ mà. Vậy thì về interface nó là một kiểu giống như là mình nó không giống như một cái gia phả, nó chỉ xét về mấy cái hành vi chung. Nói về Anonymous trước. Ủa mình học interface trước mà thầy. Dạ 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 dạ, để em nói về Anonymous trước là Anonymous thì nó là một class nó là một kiểu giống như là mình ghé qua đời nhau vậy á, là nó chỉ đến trong một lúc nhất định và nó, nhưng mà nó không thuộc về cái nó kiểu nó giống như là tạm thời thôi á thầy. Tạm thời cái đầu mày đúng mắt, từ nãy giờ tao biết mày nói cái đéo gì chưa. Thì thì cái Anonymous hôm bữa là nó giống như là Anonymous mình... class. Dạ Anonymous class hôm bữa thì thầy có dạng về nó giống như là mỹ nhân ngư tham gia cuộc đua với. Bắt đầu nói lung tung nha, nói lung tung nha. Nếu có mỹ nhân ngư, mỹ ước mẹ gì đây cả. Là thì Anonymous là một cái object on the go. Nó không quan tâm, nó chỉ quan tâm đến việc gọi là gì nhỉ, hành động. Nó không quan tâm đến kiểu anh nói bắt đầu lung tung nha. Nói không đúng. Nó dẹp mày đi. Đừng có tưởng mà ngon đâu, không phải tao ghét mày thay ráng về tìm lỗi sai sót, mày lát hồi tao chữa cho mà biết. Dạ em xin lỗi thầy, em tâm mấy. Mẹ kép học hành không đùa đâu các con ạ. À. Tao đùa là đùa rõ ràng, nhưng mà việc học là phải nghiêm túc. Kiến thức phải nói cho nó chính xác. Còn tao gẹo cho mày, tao chơi chúng mày thoải mái, tao chả giận đâu. Nhưng mà tao đang nói với chúng mày một điều là học phải nó thực sự đàng hoàng tử tế, chứ không phải đơn giản cái hiểu sàm sàm nói lung tung. Không được. Nói vậy không có được. Thầy cho mình thoải mái với nhau, chuyện nó rõ ràng tao vẫn cứ thoải mái và tao không có giận gì chúng mày những cái chuyện này. Nhưng mà việc học là phải thực sự nghiêm túc trong cái việc là cái kiến thức. Nói theo kiểu ngôn ngữ đời thường cũng được, nói theo kiểu học thuật cũng ok. Ai xung phong trả bài. Hai thằng kia là gãy đấy, không đùa đâu. Không phải vì tao khó tính hay tao cố tình tao giết chúng mày đâu. Không phải. Rồi cho bài thầy. Ok Phương, chơi. Thầy thì bữa rồi là mình học về cái thứ nhất là về phần Anonymous Class. Thì Anonymous Class là nó sẽ nhờ cái class của cha và mượn danh của class cha để mà mình tạo một cái object mà mình không cần phải tạo một cái class rời rạc, một cái class cụ thể. Rồi trong cái phần Anonymous thì thầy có qua tới cái phần trong phần Anonymous class thì thầy có giải thích kỹ về cái vùng RAM. Thầy có giải thích kỹ về cái vùng RAM. Rồi khi mà mình khai cha như con thì RAM nó chạy như thế nào. Rồi thầy có phân biệt đó là cái Anonymous class thì nó cũng khác rồi Anonymous object. Tiếp theo thì mình có làm học về cái bài interface. Thì interface là
cái class abstract class và interface nó chỉ quan tâm tới những cái hành động. Không gọi interface là abstract class. Không được nói câu đó. Yeah, interface là như là một cái quy định chung làm gom nhóm những cái object có cùng hành động với nhau. Câu đó thì tạm được. Yeah. Không quan tâm tới những cái object đó là xuất phát từ class nào. Không phải, đừng nói câu đó. Câu đó lại không được. Interface cũng là một cái cách để gom nhóm. Dạ thưa thầy, có hai cách gom nhóm. Gom nhóm đối tượng hay gom nhóm khuôn, hay nói chung gom nhóm những thứ quanh ta. Cách gom nhóm thứ nhất là dựa trên đặc điểm và hành vi để ta gom nhóm. Cách đó em gọi là cách gom nhóm theo kiểu họ hàng, theo kiểu kế thừa. Vì họ hàng nó phải kế thừa cả đặc điểm. Cách đó là dùng theo kiểu là inheritance. Và trong inheritance thì đa phần cái cách gom nhóm lớn theo kiểu phân loại của cây phân cấp trong tự nhiên, trong xã hội, thì thường nó sẽ là cái kiểu là cây phân loại nó chia rất nhiều tầng, tức là gom nhóm theo kiểu abstract. Còn cách thứ hai là gom nhóm không quan tâm chia sẻ đặc điểm và hành vi gì cả, chỉ tập trung ok, chúng ta tụ họp nhau lại, chúng ta chia sẻ nhiều cái đặc điểm, à nhiều cái hành động. Còn gọi là gom nhóm theo kiểu câu lạc bộ ở ngoài xã hội, thì gom nhóm đó người ta gọi là interface, vì chỉ cần chung chí hướng, chung hành động là đã có thể chơi với nhau được rồi, chứ không cần thiết là phải chia sẻ cái đặc điểm nữa để trong họ hàng chơi với nhau, mà người ngoài cũng có thể chơi với nhau, miễn là cùng lý tưởng, cùng giao tiếp. Thì cái giao chia sẻ nhóm, cách gom nhóm thứ hai tôi gọi là interface, về bản chất cũng là một cách gom nhóm kiểu abstract. Kiểu abstract tức là nó sẽ chứa bên trong những đặc tính chung, à những cái hành động chung, chung chung nhất mà thôi, chứ không nói cụ thể, để đảm bảo cái tính linh hoạt cho mỗi đối tượng sau này khi tham gia. Cho nên cái interface với cái abstract class nó có đặc điểm tương đồng giống nhau, góc độ là nó chứa bên trong những hàm không có code, nó chỉ nói thôi mà nó không làm, để nó để cái sự tự do lại cho mỗi object sau này implement. Dạ thưa thầy, cái phần đầu thầy giảng về anonymous class thì thầy có giảng cho chúng em nghe, để tạo được một object, việc đầu tiên chúng ta cần phải có một cái khuôn. Việc tạo object luôn có cái khuôn. Và cái khuôn đó nó sẽ được clone trong vùng RAM để nó chứa các hành động cho cái object đó. Thế thì còn một cái cách kỹ thuật thứ hai, thực ra chỉ cần vùng RAM thôi mà, có kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật tạo object theo kiểu on the go, tức là ta không cần thiết phải có một cái class rời rạc cụ thể, mà ta chỉ cần mượn ké một ai đó để làm nền để tiếp tục ta đi tiếp. Thì cái đó người ta gọi là kỹ thuật mượn gió bẻ măng, kỹ thuật anonymous class. Bản chất chính là kỹ thuật tạo một object con, nó chỉ xảy ra khi chơi với class cha mà abstract thôi. Tạo một vùng class con chứa đầy đủ các hành động cho class con, nhưng nó lại không có một class con cụ thể, nó ăn ké theo dòng họ, ăn ké theo class cha. Đó chính là hiện tượng object on the go, hiện tượng mượn gió bẻ măng, mượn abstract class để new ra một object với đầy đủ full các thông tin implement, mà implement lại cũng on the go, do chúng ta cố tình không tạo ra một class có khuôn, có sẵn để nhân bản nhiều object trong tương lai, mà nhân bản đến đâu dùng đến đó. Đấy là kỹ thuật anonymous class. Và vì lý do hàm, à rồi interface nó cũng có chứa hàm abstract giống như của abstract class, cho nên cái khái niệm anonymous class được áp dụng cho abstract class thì áp dụng luôn cho interface. Như vậy anonymous class xuất hiện trên cả interface, tức là hội viên câu lạc bộ, và xuất hiện trên cả dòng họ. Đó, vui thì ghé ngang. Cái này là cái khái niệm dùng một lần thôi, tức là tạo object mà không cần tạo khuôn. Không phải dùng một lần, xin lỗi, chúng ta dùng, tức là tạo, không cần tạo, tạo nhanh mà không cần tạo khuôn. Cái này nó sẽ dùng trong một số hữu hạn trường hợp, mà từ đó sau này nâng cao thì thầy mới nói đến, thầy chưa có nói đến lúc này. Thầy chỉ cho em cách dùng và cách bố trí vùng RAM của các object. Tao vừa nói xong hai kiến thức quan trọng, tao vừa chữa lại cho chúng mày. Hoài Phương nói tiếp, nói cho tao nghe một kiến thức quan trọng nữa mà nãy giờ hai thằng cu kia chưa nêu lên. Nói cho tao, thầy đã tổng kết cho em 4 nguyên lý thiết kế hướng đối tượng. Nói tao nghe. Cái này có 4 đặc tính của OOP. 4 nguyên lý. 4 nguyên lý. Dạ, 4 nguyên lý của OOP. Nhất là inheritance. Nhất là
Đó, tiếng Anh vừa mất tiêu rồi thầy. Nhưng mà cái đó mẹ kiếp tao đốt cái trung tâm Little UK của chúng mày. Chúng mày vừa mới học Little UK xong 1 2 kỳ mà mẹ kiếp cái từ này tao phát âm tới phát âm lui hoài. Mày làm tao thất vọng đấy Hoài Phương. Mày là một thằng trong lớp cũng chịu học mà tại sao bây giờ mày phát âm cái từ nó không xong? Inheritance. Dạ, inheritance. Mày có chữ sờ không? Dạ, inheritance. Mày còn ngại phát âm cái đéo gì, tiếng Anh thì mày phát âm theo tiếng Anh chứ có chó gì mà mình ngại. Inheritance. Dạ. Mà nếu nói theo quan điểm của liệt kê 4 thứ thì người ta nói theo thứ tự chứ người ta không nói vào cái đó ngay. Cái đó là cái thứ ba. Dạ. Theo thứ tự là abstraction là cái đầu tiên. Thì abstraction. Người ta nói cả 4 đi xong bắt đầu người ta nói từng cái. Thì có abstraction, encapsulation, rồi inheritance, cái cuối cùng là má cái từ tiếng Anh nó đọc hay lắm mà cuối cùng nó đọc bao nhiêu lần mà đúng má bây giờ nó chúng nó không đọc nổi được. Polymorphism. Chúng mày sợ đéo gì mắc cỡ tiếng Anh. Chứ không mắc cỡ này tại vì đấy là chứ không mắc cỡ. Cái từ đó từ phải nằm lòng hàng ngày trước khi lập trình hướng đối tượng chứ. Dạ dạ. Tiếp thầy. Chép đi. Dạ. Giải thích. Thì cái về cái abstraction á là tính trừu tượng hóa. Thì abstraction có nghĩa là cái phần mình tư duy, mình suy nghĩ, mình gọi là mình biến những cái thứ phức tạp thành những cái thứ đơn giản để mà mình diễn tả cho cái đối tượng nhưng mà không có làm mất đi cái ý nghĩa của nó. Cậu đây nói được là kỹ thuật biến đổi những thứ phức tạp, biểu diễn lại những thứ phức tạp thành những thứ đơn giản hơn mà không mất đi chất gốc ban đầu của nó. Mục tiêu để có thể dễ dàng kiểm soát bài toán, dễ dàng bàn giao, dễ dàng nói chuyện, dễ dàng bàn thảo về nó. Cho nên tất cả các đối tượng ngoài đời có dù phức tạp cỡ nào thì ta chỉ cần rút tỉa những cái đặc trưng nhất thôi để ta làm việc trên nó, coi như đã làm trên bế đối tượng thật ở ngoài đời rồi. Như vậy sẽ giúp mình tiết kiệm rất nhiều công sức mà vẫn không khiến đi bị mất đi cái câu chuyện chính của mình. Phàm sinh viên có rất nhiều thứ phức tạp. Tối qua chúng nó coi bóng đá, bóng đá, các thứ này nọ. Nhưng cuối cùng câu chuyện này đéo quan tâm. Quan trọng nhất là đối với sinh viên đi học thì ta cần quan tâm điểm là đủ rồi. Điểm và những kỹ năng bạn đã đạt được trong quá trình bạn học. Thế thôi, như vậy rút ra những đặc thông tin đặc trưng của một đối tượng phức tạp của cuộc sống để quản lý những thông tin đó đã đủ để quản lý câu chuyện của mình. Thì kỹ thuật đó người ta gọi là abstraction. Tức là sự lựa chọn ra những cái đặc trưng, những đặc điểm và hành động đặc trưng của một object phức tạp. Với cái TV thì đéo quan tâm cái phức tạp bên trong. Quan tâm cái như bây giờ nó dò kênh, nó có smart hay không để nó kết nối internet chấm hết. Mà nó show ra hình cho mình xem và tiếng hết, đéo quan tâm cái chuyện gì khác. Thì đấy người ta gọi là tính abstraction, trừu tượng hóa. Trừu tượng hóa tức là phải hình dung trong đầu được. Trừu tượng có nghĩa là hình dung trong đầu được về một thứ phức tạp ngoài đời mà không cần đứa đó phải có trước mặt mình để mình có thể nói chuyện. Thì đấy người ta gọi là trừu tượng hóa. Tiếp. Tiếp theo là encapsulation, là cái tính đóng gói. Thì có nghĩa là cái encapsulation có nghĩa là mình sẽ mình phân tích cái đối tượng mình nhận diện nó để mình biết được là mình sẽ dùng những cái hàm hay những cái biến gì để mà mình xử lý cho một cái object. Thì chưa đạt trừu tượng, tính encapsulation là một cái hệ quả của tính trừu tượng hóa. Sau khi ta tóm gọn ra được những đặc điểm đặc trưng và những hành động đặc trưng của một object, ta sẽ gom toàn bộ cái đó vào một cái đơn vị, một cái khối. Nó giống như một cái hộp. Ta gom đặc điểm và hành vi đặc trưng của một object ở ngoài đời vào trong một đơn vị gọi là class, cái khuôn, một cái hộp. Ta che giấu nó đi và ta chỉ cần sâu ra những cái gì để nó có thể tương tác với bên ngoài. Kỹ thuật đó gọi là kỹ thuật đóng gói encapsulation. Nó chính là một cái hệ quả gói những cái con mẹ gì mình tìm thấy được từ abstraction. Vậy kỹ thuật gom thông tin, đặc điểm và hành vi vào trong một đơn vị xử lý, vào một trong một cái đơn vị, một cái khuôn, một cái khối chức năng để từ đó thò ra và giấu đi những cái gì cần để tương tác với thế giới bên ngoài. Thì kỹ thuật đó gọi là đóng gói. Cái TV là cái đóng gói.
cái máy ATM là cái đóng gói, cái điện thoại di động cũng là cái đóng gói, vì kể cả cái máy bàn phím này cũng là đóng gói, đằng sau xử lý mạch cái gì phức tạp bố đeo quan tâm bên trong, bố chỉ quan tâm bấm cái phím mà mày phải giao tiếp, thế sao? Như vậy nó gọi là tính đóng gói. Tiếp. Rồi cái tiếp theo là inheritance, có nghĩa là kế thừa hay gọi là tái sử dụng lại, gọi là tái sử dụng lại các hàm code. Nó như là một sự di truyền hay là gọi là sự kế thừa của con kế thừa của cha, như là những class con kế thừa những class cha về những cái đặc điểm, về những cái hành vi của cha, thì có thể là con sẽ kế thừa và nâng cấp thêm nếu và thêm những cái đặc tính gì biệt của con. Kế thừa là hiện tượng dùng lại tất cả cái gì có sẵn để từ đó mình tiếp tục phát triển thêm. Nó không phải là hình thức của copy and paste. Kế thừa là dùng lại đồ có sẵn, đứng trên vai người khổng lồ để ta tiếp tục ta mở rộng thêm khả năng của một đối tượng nào đó ở ngoài đời hay trong lập trình. Trong lập trình nó chính là dùng lại hàm, dùng lại biến, dùng lại đặc điểm của các class khác đã có sẵn để ta tiếp tục nâng cấp thêm. Phần nâng cấp là phần biến dị, phần biến đổi thêm hay phần override. Và bản thân interface cũng là một dạng của kế thừa, bởi vì chúng ta kế thừa lại cái tên hàm, mặc dù chúng ta không bàn về cái cách gọi là implement, mà ta bàn về kế thừa đặc điểm, mà ta chỉ bàn về kế thừa hành vi, tức là tôi hứa với anh tôi cũng có hành vi đó, hành động đó. Cho nên cái chữ kế thừa nó đến từ hai ngữ nghĩa, từ abstract class và từ interface, tức là có những cái sự dùng lại, trùng lại nào đó xuất hiện trong code, dù chỉ là xuất hiện trong trùng trong tên. Tiếp tục, hãy nói tao nghe về tính đa hình. Polymorphism. Có mấy cái chữ đó nào chúng ta đọc cũng không xong. Polymorphism. Đó, tính đa hình thì có nghĩa là tính đa hình là từ một ánh xạ ra nhiều. Ví dụ nói dễ hiểu như là mình class con kế thừa class cha là một abstract class, thì những hành động của cha con phải implement, nhưng mà con implement theo cách của con, có nghĩa là từ một cái như một cái lời kêu của cha thì con có thể là có nhiều cách cái implement, cách thể hiện khác nhau. Nói lại, một lời kêu của cha, các con, chứ không phải một con, cha kêu một cái mà một con nó ngồi nó làm được nhiều, tao đạp mày một cái bây giờ. Các con này, nhưng mà làm là làm theo tùy con, có mỗi cách thể hiện khác nhau. Tính đa hình là khái niệm chỉ dùng một tên gọi nhưng có nhiều cách hành xử, cách thể hiện. Chỉ vì một ý tưởng, chỉ nói một ý tưởng nhưng có nhiều cách triển khai, nhiều cách cài đặt, nhiều cách làm. Chỉ là một câu nhưng có nhiều cách làm khác nhau, được người ta gọi là tính đa hình, đa ánh xạ, từ một ra nhiều. Khái niệm tính đa hình, đa ánh xạ để nó giúp cho những sự khác biệt vẫn ở chung được với nhau dưới một cái tên. Như vậy thì để lúc mà vận hành thì ta chỉ cần gọi một cái tên chính, nhưng mà tất cả các tên còn những cái thứ thằng ánh xạ kia nó sẽ được tiếp tục hưởng ứng theo. Như vậy nó đảm bảo tính đa dạng, tính dị biệt, tính diversity, nhưng vẫn trong cùng một đơn vị xử lý. Mà lại gọi hàm, rồi gọi lệnh. Nói tao nghe tiếp về collection, bộ sưu tập. Dạ, collection framework là trong đó sẽ có một số loại vỏ, mình gọi là vỏ chứa, thì sẽ có thứ nhất là list, thứ hai set, thứ ba là map. Thì từng rồi thì thầy giảng về nhất là về list. Thì trong list nó sẽ có các cái class con như là ArrayList và vector. Rồi mình học về cái ArrayList thì đó là một cái đó là một dạng túi gọi là tự co giãn, khi mà mình có thể những cái object mình muốn tới đâu thì cái mảng sẽ tự giãn ra tới đó. Rồi thêm một cái chú ý là nó sẽ khi mà dùng ArrayList thì nó sẽ là giữ cái thứ tự, cái tính thứ tự, tức là khi mà object chưa đầu thì nó sẽ đến đầu, rồi cái nói chung là nó sẽ có thứ tự
vào thứ tự nào thì mình sẽ lấy ra thứ tự đó. Còn phần vector thì thầy chỉ nói cho biết. Tiếp theo là về bên set thì set thì sẽ có là h set và g set. Thì cái phần nhất là về h set thì khi mà mình bỏ vô nó sẽ là lộn xộn. H set thì không, nó gọi là bỏ vô nó không có thứ tự để lộn xộn, và nó không có sort. Còn cái phần tree set thì nó sẽ là sort tự động cho các object mình đưa vào. Tiếp theo là mình dùng về map là mình có là ánh xạ, thì nhớ là thầy chỉ nói có cho biết về map như vậy thôi. Như thầy chưa bật mic. Rồi xin lỗi. Liên quan đến cách lưu trữ nhiều dữ liệu. Lưu trữ nhiều dữ liệu tức là ta có nhiều object ta cần cất trữ. Thì ta có hai kỹ thuật. Kỹ thuật thứ nhất là ta dùng mảng. Mảng chẳng qua là một cái túi. Cái tên mảng chính là trỏ đến vùng new, tức là một cái túi mà bên trong nó fix số phần tử. Mỗi phần tử đó chính là một con trỏ, một tham chiếu, để nó lưu trữ cái sợi dây kết nối tới cái object thật sự nằm đâu đó trong RAM. Cái loại túi đầu tiên là túi tham chiếu mà chứa cố định số thẻ bài, số phần tử. Cái này nó giống như cái danh sách Excel, chỉ có giới hạn bao nhiêu, cái khán phòng giới hạn bao nhiêu người thôi, không cho nhiều hơn. Thì cái đấy người ta gọi là túi mạng, túi cố định. Còn loại túi thứ hai là túi Doraemon, túi thạch xanh. Nó bé tí lúc đầu nhưng mà cứ cho đồ vô thì nó nở ra. Nhưng cho dù là túi mảng hay túi collections thì nó đều chứa bên trong là các tham chiếu, các con trỏ, những cái thẻ bài là những miếng nhỏ nhỏ. Trong đó nó ghi cái địa chỉ, ghi thông tin cơ bản của một object nào đó thôi. Ghi địa chỉ thôi, còn muốn biết cụ thể là cái gì thì vào đằng kia, ra kia mà lấy, ra đằng kia mà xem. Đến đằng kia xem thì tao chỉ lưu tọa độ thôi. Như vậy giống như cái thẻ bài, giống như cái thẻ thôi, bên trên nó ghi cái tọa độ, mày đến đó mày lấy. Như vậy các túi này đều chỉ chứa các thẻ thôi, chứ nó đéo chứa object thật. Cái này y chang như danh sách bệnh nhân bác sĩ đang điều trị, thì bác sĩ ngồi ở phòng khám của bác sĩ, mắc mỡ gì bệnh nhân phải ở chung trong phòng khám với bác sĩ. Bệnh nhân có cái phòng riêng để người ta sinh hoạt riêng, người ta ngủ nghỉ. Còn bác sĩ ngoài cái việc mà khám bệnh, người ta phải có những hoạt động chuyên môn nghiên cứu gì đó. Cho nên bác sĩ chỉ cần nắm trong tay một cái Excel trong đây là chứa các bệnh nhân là đủ rồi. Vậy cái đó người ta gọi là danh sách tham chiếu. Đây chính là hình thức của cái giỏ, hình thức của ArrayList, hình thức của cái mạng. Còn bệnh nhân cứ ở phòng. Như vậy đến đây hiểu tham chiếu, nhìn bệnh nhân số 1, ông này ở phòng 1 bao nhiêu đó, thế là xong. Đấy người ta gọi là mỗi cái bệnh nhân như một cái thẻ bài. Như vậy thì cái loại túi thứ hai là bộ sưu tập, là cái loại túi hàng hiệu hơn. Nó sẽ cho co giãn tất cả nhiều thứ bên trong để chứa được nhiều món đồ, chứa được nhiều con trỏ, chứa được nhiều tham chiếu. Và cái loại túi này nó chia thành 3 loại túi hiệu khác nhau, tức là 3 nhánh chia khác nhau thôi chứ chả là cái áo gì cả. Thứ nhất là list, thứ hai là set, thứ ba là map. Nhưng nó đều là khái niệm phân loại, tức là nó là abstract. Và nó có những loại túi cụ thể. Ví dụ như là túi ba lô laptop, thì mình nghe chữ ba lô laptop là mình biết là nó chung chung rồi, là bên trong nó có cái ngăn vuông vuông, nó có cái phần để dựng đứng cái máy của mình lên để nó đỡ bị xô lệch. Còn cái ba lô đựng quần áo hay ba lô bình thường là nó không có cái ngăn đứng, thì nó phải là rộng hết bên trong để mình nhét đồ vào, nó phồng lên được. Còn laptop là nó phải đứng, nó không ngả ngớn ở trong cái ba lô, cho nên luôn luôn nó có cái khe đứng. Đó thì nghe ba lô laptop thì mình biết là một loại chung chung. Nhưng còn laptop loại nào? Miti, Mr. Vui, Sarkos, những cái loại The North Face gì đó. Thì tất cả cái trò đó là mấy cái đồ cụ thể để nó đựng theo cách nào đó. Ngoài nó chỉ có đựng laptop không, nó còn đựng thêm cả bình nước hay không, hay là có thêm những ngăn phụ. Như vậy thì cái loại túi thứ nhất được gọi là túi list, là cái tên phân loại. Túi thứ hai là túi set và túi thứ ba là túi map. Như vậy đây là tên gọi chung, trong đó nó chi tiết xuống các loại túi ở dưới là túi ArrayList, và túi kia nó chẳng qua là các thương hiệu thôi. Như vậy thì mỗi cái túi đó khi mình xài, mình mua về thì mình sẽ có bên trong là các không gian trống để mình nhét đồ vô, nhưng được cái là nó rộng miết. Và túi thì phải hoạt động theo dựa nguyên tắc là mày có cho tao bỏ đồ vô hay không. Giống như cái TV phải cho tao tương tác với cái TV chứ.
Như vậy thì bản thân là tất cả các loại túi này thì đều phải tương tác qua hành động, tức là nó nhét con chó vào bên trong, ép ra lấy vô, giống như mà cái ngăn tủ mở ra đẩy vô, chứ không nó không có phải tự động như cái kệ giá sách là thấy có sẵn luôn rồi, có sẵn rồi mình cứ thấy mình push. Như vậy cái giá sách của mình nó chính là cái mạng, còn cái túi, cái tủ là nó phải mở ra để nhét vô bên trong hẳn, tức là thông qua hành động, thế thôi chứ chả đéo gì khác nhau cả. Chỉ có điều cái túi list thì đồ đặt vào thứ tự nào nó sẽ ra thứ tự đó. Còn cái thằng set là thằng has, nghe chữ has là biết là lộn xộn, nghe chữ tree thì có biết là thực tế. Đấy là những cái điều mà mình lưu ý. Thằng Dương Quang Hùng, mày đang làm gì? Dương Quang Hùng. Dạ, em quyết tâm biết ạ. Tao mày mới vào lớp hay sao mà tự nhiên mày bấn cái nút con mẹ gì vậy hả? Dạ xin lỗi thầy. Coi chừng đấy. Học hành nó phải chuyên nghiệp. Đấy, cái thước bôi bả, thước mà đánh học trò của tao là thước này này. Đó, thước này, thước tao quánh học trò này. Tao thiêu chúng mày thành BBQ luôn đi. Loại túi tiếp theo là túi set, là túi hàng hiệu nữa, là chơi không đụng hàng nha. Và hôm nay bắt đầu mình sẽ học vào sâu một số loại túi đó. Nói chung túm lại phải hiểu rằng cái túi nó giống như cái ngăn tủ, muốn lấy đồ ra vô thì phải mở ngăn kéo để thao tác, giống như cái tivi phải on off với nó, bấm nút để mở cái tủ, hay là cái khóa mình vặn hay bấm tít trên cái sắt, nó đều là những loại túi mà bỏ đồ vô không lộn xộn được. À, không phải có sẵn mấy cái ngăn đâu, mà phải xin, phải cho, phải hành động, phải tương tác. Còn cái mạng thì đơn giản, nó bày sẵn hết những cái trên kệ rồi, mình có thấy mình phần tử thứ mấy nhìn vào đó mà lấy đó. Nó chỉ khác nhau cái hình thức thao tác, chứ còn bản chất cuối cùng bên trong nó chứa một đống các con trỏ. Đây là điều phải nhớ. Như vậy tao vừa ôn xong, cảm ơn Phương, mày tắt mic được rồi. Những anh em còn lại hiểu cách học chưa? Dạ rồi thầy. Thằng Sĩ với thằng Nhã còn dám xàm nữa không? Dạ không thầy. Em xin lỗi thầy với cả lớp ạ. À. Em không biết không thầy ơi. Từ nay hết rồi rồi em học hành chăm chỉ. Đù má, tao nói là đéo có euro đấy. Mẹ mày nói câu đó tao đéo muốn chơi với mày đấy. Địt mẹ tao đéo cần euro. Không phải vì tao giận chúng mày. Euro làm cái đéo cho cuộc đời mày. Phải hết euro mới học. Đù má, học ăn, học nói, học gói, học mở, học kiến thức. Mẹ euro làm đéo gì mày. Đối với tao những trò đó bullshit. Mặc dù tao có can đảm tao nói câu đó đấy. Mẹ kiếp, nhà đói bỏ mẹ được, đất nước thì nghèo bỏ mẹ nên được. Đang dịch dọc sướng đéo ba cái trò bullshit đó. Thằng nào muốn chơi cứ chơi, má có tiền thì hắn chơi. Không phải tao ghét chúng mày, con đi mẹ, cái việc gì quan trọng nhất thì cuộc đời mình bây giờ mình phải biết. Nói kiến thức đéo xong, chơi cái đéo gì à? Chờ hết euro mới học. Đi mẹ, kiếp kỳ sau nữa lại có giải tiếp. Tao chả giận chúng mày đâu, nhưng mẹ kiếp những cái lý do đấy như là bullshit. Địt mẹ bố muốn học là muốn học. Thế thôi. Thầy Hoàng chửi tục nghe sợ chưa? Trả lời. Trả lời. Căng quá thì căng luôn thầy. Căng quá căng luôn. Căng đéo gì mà căng. Dạ có. Mẹ chúng mày học hành đéo lên hồn. Bây giờ đi phỏng vấn trả lời mày sau để cho người ta nghe thấy nó được. Người ta chịu. Căng đéo gì mà căng. Bây giờ tao hỏi bây giờ mày đem kiến thức euro mày đi phỏng vấn việc làm được không? Trả lời. Thằng Sĩ trả lời đi. Cái không thầy. Mẹ kiếp cái đùa vợ, không phải cho chúng mày không được đùa, tao cho chúng mày thoải mái, không giận. Nhưng mẹ kiếp việc gì quan trọng với mình. Tiếng Anh đọc đéo lên hồn. Kiến thức trả lời không xong. Thì cái đó còn cái tham hố những cái trò gì khác gì được bây giờ. Chửi như vậy có được không? Thấm chưa? Thấm rồi thầy. Mẹ biết cái chuyện ăn chơi đối với tao là bullshit. Đất nước này nghèo bỏ mẹ được, mày lo mà học trước đi lại. Ông bà già giờ làm ăn khó bỏ mẹ được. Dân giờ đó nhiều người đói đấy. Bây giờ chúng mày cứ tưởng tượng cả giãn cách, cái chuyện giãn cách là đúng rồi, là phải làm để có cái con dịch nó qua nhanh. Bây giờ chúng mày tưởng tượng thuê mặt bằng 100 triệu một tháng giờ đéo bán được. Mà chúng mày nếu chúng mày không có tích lũy, chúng mày có chịu đựng nổi không? Là chúng mày dẹp cái quán đi thì coi đồ bàn ghế đồ đạc chúng mày dẹp đi đâu? Quán chúng mày đã thuê rồi, đồ đạc của chúng mày bây giờ chúng mày không thuê được, không chịu đựng nổi và không bán được. Mẹ kiếp hỏi ông bà già mày xem dễ không, một tháng cứ 100 triệu 200 triệu tiền mặt bằng.
sao đéo thương một bà già thôi. Má bullshit, mà có điều thức đêm thức hôm được cái đéo gì. Không phải vì tao giận chúng mày đâu, giận theo kiểu là không chết cuộc đời không có chơi được cả thầy. Chơi đéo gì thì khi đó mình kiến thức mình còn chưa xong. Tao giảng xong cái mẹ kiếp thằng nhã đây cũng chẳng hạn chưa bao giờ dám lên trên mạng search chữ collection framework đọc tiếng Anh tiếng Việt là gì. Chỉ nghe thầy hoàng là tin tưởng, nghe thầy tin thầy tao cảm ơn, tao cảm ơn. Nhưng cuối cùng cũng đéo học được hết những điều tao nói. Chẳng phải đọc học máu trên mạng nữa thì may ra mới giỏi được. Tao thề chúng mày tao đọc tới cả ngàn vài ngàn cái URL riêng cho môn Java mà vẫn còn chưa thấy đâu đâu. Đừng có nói tự nhiên tao có kiến thức ở đâu. Không phải giận chúng mày đâu các con ạ. Các con sai rồi. Sai hoàn toàn trong việc học rồi. Lúc này chỉ có một điều duy nhất học. Cái quyết tâm nó khó lắm. Tao thề quyết tâm cực khó. Cho nên khó mới thành anh hùng được. Ví thử đường đời bằng phẳng cả. Anh hùng hào kiệt có hơn ai? Mẹ cái euro làm cái đéo gì với mình? Đất nước đang dịch dọc bỏ mẹ được này, đói bỏ mẹ là người dân giờ đang lo hoang mang chết cha được cái giờ. Sướng đéo gì cái euro? Đối với người đi làm rồi người ta có quyền coi. Vì người ta đi làm người ta có tiền rồi. Thì người ta được quyền xài tiền. Tao không dạy người đã làm ra tiền. Tao không có quyền và tư cách dạy người đã làm ra tiền. Tao không có tư cách. Không có quyền. Nhưng chúng mày tao có quyền. Vì chúng mày chưa làm ra tiền. Thấm chưa? Để rồi thôi. Không, không giận. Nhưng mà riêng cái việc chúng mày trả bài cái thứ này nó học hành. Chúng mày nhìn thấy tao chơi khô máu chúng mày 7 tiếng đồng hồ, 7-8 tiếng đồng hồ cốt. Còn được nữa nha. Tao chơi cốt từ sáng đến tối được. Tối qua tao ngồi tao phải nghiên cứu mấy món đang dở dang. Tao nghiên cứu đến gần 1 giờ sáng và sáng nay vẫn 7 giờ tao dậy như bình thường. Tao đéo qua tao euro làm cái gì cả. Tao đéo cái gì? Công nghệ đã thay đổi nhiều lắm nên tao phải đọc thêm nữa chứ. Bài giảng tao in sẵn luôn này. Những nội dung khó này, có nhiều cái tiểu tiết phải chi tiết, tao in sẵn nhà tao có máy in, tao in tao đầu tư đây này. Tao in đây này. Đứng nào không tin thì đây là code ghi chú này, phong cách của tao này, nếu nhìn đọc chữ đi, có đúng là kỹ chữ thầy Hoàng cái phong cách viết code luôn luôn không? Công nghệ đấy con ạ, mẹ kiếp, rồ, chơi. Chúng mày học và chúng mày không bao giờ dám mở Google là chúng mày đọc những cái gì về công nghệ. Collection framework, phát âm của không xong, chúng mày phải xem lại chúng mày đi chứ các con. Đâm sai tới đâu trời. Nhưng mà cái từ mình cứ mơ mơ hồ hồ. Tự nhiên thấy cái chữ đó phải nhớ là framework. Một dàn khung. Polymorphism. Đọc chậm. Thằng đéo đâu cười tiếng Anh. Thằng nào cười tao chửi chết. Mẹ, tiếng Anh nó đéo phải tiếng của mình. Nhưng mạnh dạn mà phát âm ra đi. Tao chỉ mà phát âm chứ tao chưa nói giao tiếp. Mẹ thằng nào cười đọc chết. Mẹ kiếp tiếng Anh mày tiếng Việt thì cười. Mày nói sai thì cười. Tiếng Anh nói sai đéo cười. Nó đéo phải ngôn ngữ của mình. Nhưng nó có vài từ thôi. Đấy những cái việc cơ bản nhất là phải có ý thức học trong đầu. Chữ nhau đó đủ hiểu rồi. Vào cốt. Nên không giận các chú. Anh nói thiệt anh không giận. Anh rất sốt ruột. Vì cách các chú đéo sốt ruột cho các cuộc đời các chú. Ngày hôm qua tao viết một cái bài phay để tao đón chúng mày đấy. Tao cẩn thận lắm. Khó khăn nhất trong cuộc đời mình là sẵn sàng để mình quyết tâm thôi. Nên tao dùng chữ kiên định ngày hôm qua. Kiên định tức là giờ ai rủ, ai rê, ai chơi ngoài đời có rất nhiều cái cảm hứng, nhiều cái quyến rũ mình. Mẹ bố kiên định, đéo là đéo. Không là không. Vì có được cái đó thì bắt đầu mình quyết tâm thay đổi được. Còn nếu có không có cái đó thì mọi bài khuyên, mọi lời khuyên của thầy Hoàng, mọi sách kỹ năng mềm trở nên vô nghĩa. Xin lỗi ngay tại chỗ của tao, sách kỹ năng mềm tao đầy đây này. Tao nghiên cứu xem cái điều gì hay ho này này. Sách kỹ năng mềm của tao đầy đây này. Tao đọc hết. Xem có gì hay ho. Đây này. Mẹ kiếp thế mà tao thấy còn tao chưa ra cái con mẹ trong cuộc đời tao đây này. Ngồi mà chủ quan mà chơi. Đấy. Thấm chưa? Trả lời thấm thì tao giảng bài. Dạ à, thấm rồi thầy. Mẹ cứ ngồi mà nghĩ hay ho cuộc đời. Đéo có hay đâu con ạ. À. Chúng mình đéo có hay 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 đâu. Tao đéo có hay đâu. Học học máu đấy. Nhưng tao chỉ có 10 nước học kiếm tiền vui trong công việc đó. Hôm qua tao ngồi tao đón chúng mày bằng một Facebook tử tế lắm ấy. Mà quan trọng nhất cái đầu tiên được mẹ kiếp quá rồi, cái đầu tiên đéo cần đọc phía sau.
Còn nếu không đọc cái bước số 3 của tao nói. Tư duy đảo ngược. Cảm ơn. Nên cứ học cái chủ quan nghĩ là mình ngon. Chúng mày đang chủ quan. Chúng mày đang chủ quan rằng có tao về giảng bài dễ hiểu, chúng mày đéo cần học. Chúng mày đang chủ quan đấy. Đéo phải đâu con ạ. Những gì thầy Hoàng giảng nghe có vẻ hay nhưng nó chỉ là nhãn quan, là góc nhìn của thầy Hoàng, chứ đéo phải là của tất cả. Rồi, sang bài. Bắt đầu chơi lại bài mới. Tao sẽ chỉ cho chúng mày chơi lại Oralist, là cái loại túi. Chơi với cái loại túi. Xin lỗi, lâu lâu vẫn hò. Chơi với cái loại túi nha. Ồ, giãn. Bè. Bè, dung lượng. Như vậy, public. Static. Đó. Và bây giờ mình sẽ chơi trò. Chơi túi xong. Đó. Mình sẽ sọc. Đó. Mình chơi túi xong mình sẽ sọc. Đây là cái bài hôm bữa. Cái bài này ta xem thử lại. Rồi, mình sẽ chơi cả với set và chơi cả với sinh viên. Rồi, bây giờ sẽ chơi trò public static void sort array list. À, xem sẽ khác gì thế nào so với sort mạng. Và bài này là sort bằng tay manually. Manually là adverb trợ động từ đứng đằng sau động từ. Còn manual là tính từ hay danh từ, cái con mẹ gì nó sẽ dùng vị trí khác trong câu. Mẹ kiếp, đừng có đùa, không phải tao phải nói đùa chúng mày đâu. Tiếng Anh tao không có giỏi và tao biết rằng chúng mày giỏi cái nào tao không biết. Nhưng mình không có đùa. Mình phải tập. Vì chắc chắn chúng mày đi thực tập và đi làm, chúng mày toàn xài tiếng Anh trong quá trình hành nghề thì. Nhưng mẹ kiếp, ngay cái việc đó mình cảm giác mình cần phải cải thiện đi. À, chơi lại túi co giãn dung lượng. Ta sẽ sọt. Như vậy thực ra cái túi, cái túi collection ấy, túi list, nó có khả năng, có khả năng sort tự động luôn. Sort tự động nha. Nhưng mình sẽ học sau. Vì nó dính đến interface. À, như vậy nhưng mà mình vẫn có thể sort bằng tay và tự viết riêng. Viết kiểu hai vòng for. Đó. Và bây giờ mình sẽ làm điều đó. Vậy list. Student. AR là bằng new array list. Mình đã học cái này rồi. Xin lỗi nha, lâu lâu có hò. Chửi chúng mày cái là tao hò. Cái tại chúng mày. Học hành như hạch. Rồi, như vậy cái này là chính là một cái túi rỗng. Và bên trong nó sẽ túi rỗng, chưa có con trỏ nào, chưa có thẻ bài, chưa có thẻ bài ghi địa chỉ của chiến sĩ nào đó. Nếu xem phim Mỹ thì có cái thẻ bài được gắn trên, đeo toàn tang trước ngực. Nếu bị chết một cái thì dứt cái thẻ bài đó về thôi, xác nhiều khi không đem về kịp, nhưng dứt thẻ bài về coi như một chiến sĩ đã lên đường, một sự ghi nhận về công của anh gì gì đó. Thì cái câu chuyện ở đây đó, thì cái chiến sĩ cứ nằm ở ngoài mặt trận nhưng mà ta cầm trong tay cái túi mà đựng một đống cái thẻ bài, có nghĩa là tương đương với việc cái danh sách các chiến sĩ đó. Nó chính là cái AR hiện nay, nó chính là mạng luôn. Như vậy là ta sẽ add thẻ bài. À, xin lỗi, ARR chấm S. S là S thẻ bài. Như vậy S là S thẻ bài. S thẻ bài. S tọa độ. S tọa độ của vùng new. Còn sở tiêu đơn cứ nằm bên ngoài. Còn sở tiêu đơn cứ nằm thoải mái. New sở tiêu đơn cứ nằm thoải mái. Phòng hiệp. Cái này y chang như bệnh nhân cứ nằm thoải mái ở trên phòng. Bệnh nhân cứ ở trên phòng, cứ về phòng. Bác sĩ đã có danh sách,
ở phòng bác sĩ. À, đến đây là mình phải hiểu như vậy, chỗ S này là S cái gì đó. Thì bây giờ mình có quyền làm student riêng, student Mạnh Bình bằng new student. Rồi, SE 9999246. Rồi, Bình Lê. Rồi, tôi quyết định cho bạn này vì điểm số của bạn quá đẹp, trên điểm bạn 4.9. À, năm sinh năm 2021, à, 2021 xin lỗi. 2023 đi. 2003 đi, năm này là năm các bạn ca mới ấy vào. Ở điểm trung bình 4.9, nhà có điều kiện cho nên eo cần học. Đó, vậy bây giờ SE bằng new student. Cần cho cách SE 1 2 3 4 5 6. Đây là bạn An. An Nguyễn. Đó, 2003 và điểm trung bình 9.0. Như vậy bạn new trước đâu ảnh hưởng, add từ từ mà, cái túi là một chuyện khác. Và bạn add arr.add bạn Bình. À, và không ai gấm bạn add thêm bạn Bình này nữa nếu muốn. Add trùng vô tử, tức là trỏ trùng, tức là có 3 thẻ bài trong túi. Và nhưng mà thực ra là 2 thẻ trỏ trùng một con người, hai chàng một nàng, còn một thẻ cho bạn An. Cho nên cái chữ new ở đây và cái này thì mẹ kiếp tao đã nói chúng mày học chúng mày rồi, new là tao cần một tọa độ, new chính là trả về tọa độ. Cho nên add tọa độ, add tọa độ, add thẻ bài, add tọa độ ở phòng bệnh nhân. Đó, nếu mình đang nói về cái kiểu là bệnh nhân nằm ở thứ mấy, đã lại loại vậy, tọa độ thứ mấy, đấy cho bạn hình dung về cái logic của vấn đề. Vậy thì new trước không phải quan trọng, quan trọng nhất là được add. Như vậy thì bài này mình xem thử xem có đúng 3 sinh viên hay không. Add out, nhưng thực ra vẫn chỉ là 2. The student list. Như vậy thì for up. Như vậy là for rare. For rare tab. Như vậy thì x. X. Như vậy bản net chất điều này tương đương là x sẽ bằng từng thẻ bài. Và mỗi thẻ bài chính là một tọa độ. Vùng new. Như vậy x chính là tọa độ vùng new. X chính là chứa tọa độ vùng new. Như vậy thì từng thẻ bài, từng con trỏ. Đó, như vậy là có 3 con trỏ thì x chấm sâu profile. Nó không khác gì mảng hết trơn hết trọi ấy. Và trên đây tao sẽ ghi như vậy sort manually. Để lại code tự bay. Và tự bay nhìn xem thử có đúng 3 người không. Thì thằng set lát hồi sẽ thấy nó khác hoàn toàn. Đó. Như vậy An Nguyễn Bình Lê, 2 Bình Lê phía sau là chẳng qua S 2 nhát, vẫn là một bạn Bình. Muốn chứng minh được có đúng hay không thì chúng mày đổi bạn Bình này, mày set, mày sửa lại tên thôi, Bình chấm set name. Chúng mày chỉ cần đổi Bình set name một cái thôi là chúng mày sẽ thấy ngay là hai thằng dưới này ảnh hưởng luôn. Đó, bị 3 chàng trỏ một nàng. Rồi cách in này không có gì sai, em in cách thứ hai. Add out the student list. Print it by using for i. For i tức là for truyền thống, for tab. Như vậy thì vấn đề làm sao em biết có bao nhiêu phần tử, thì cái giỏ mảng, mảng thì là chấm len, mảng thì là chấm len, mảng là chấm len. Đó, mảng new mảng nó fix sẵn một đống con trỏ rồi. Các con trỏ mặc vuông thứ mấy nhìn thấy ngay, nhìn thấy danh sách bao nhiêu con trỏ luôn, được sờ luôn. Như vậy thì là len thì nó cố định luôn. Còn bên này đéo cố định được, vậy mày cứ add thêm vào bố mới có thêm, mà tao không làm chừa chỗ sẵn đâu như kiểu này đâu. Mà tao mày add thêm tao mới thêm, add thêm tao mới thêm. Như vậy cứ mỗi lần add cái túi này nó mở chìa khóa ra gọi là hàm add. Thì mở chìa khóa ra gọi là hàm add, thì trong đây có cái hàm size là nó trả về kích thước. Và cái này hôm bữa mình học rồi, kích thước, bởi vì nó phải tính toán lại xem mày vừa add thêm bao nhiêu để tao tính chứ. Như vậy thì nó trả cho mình kích thước của cái giỏ.
Như vậy chỗ này mình sẽ ghi là arr.size. arr.size là kích thước, là trả về hàm nhá, trả về kiểu int. Đó. Và mình thấy nó đang khai báo tra này, cho nên nó là list, là abstract này, đó, cho nên tùy. Rồi. Rồi, đến lúc này vậy thì arr ngoặc vuông thứ y chấm sâu profile. Đây là cách viết theo kiểu mạng. Thì ở đây mình đâu viết kiểu này thì phải là arr mở túi ra lấy get thằng thứ y. Get sinh viên thứ y, vậy nó trả về một sinh viên cho mình đây này, trả về cho mình một cái sinh viên là trả về tọa độ get con chó thứ y. Như vậy chấm sâu profile. Câu chuyện này phải hiểu là gì? Get ra con chó thứ y. Con chó thứ y chính là get ra thẻ bài thứ y. Mà thẻ bài thứ y thì chứa tọa độ, mà trong thẻ bài thứ y thì chứa tọa độ của vùng new, new student. Nó chẳng qua là biến sinh viên thôi, chẳng qua là get y chính là biến sinh viên thứ y. Y chính là biến sinh viên thứ y trong giỏ, trong mạng. Như vậy chấm tiếp thôi, để vào vùng new. Còn đứa nào cảm giác viết kiểu này không quen thì em có thể khai báo là student tmp bằng arr.get bạn thứ y ra, giống như lấy phần tử thứ y gán vào, và lúc này tem chấm sâu profile mẹ kiếp cốt như nhau. Nên bây giờ bắt đầu bài nó không còn khó nữa, nhưng nó chỉ còn một cái điều là khiến mình bị xoắn ở chỗ là đủ các loại con trò trên cuộc đời này đó. Như vậy thì F6 tiếp tục dăm ba cái đồ yêu, vẫn là ba người, nhưng mà tao biết từ người thứ ba là bị dư đó, cho nên giỏ này cho phép loại bỏ một món đồ luôn, tương đương với loại bỏ dục hẳn, bỏ hẳn một con chó ra khỏi giỏ. Mạng không có nha, mạng không có trò này, mạng không có xin nhiều cấp nhiều cố định fix, không được thay đổi. Như vậy bài này arr chấm remove tại vị trí thứ 012, vị trí thứ hai tức là cái bạn bình ở lần hai á, thẻ bài chứ, thẻ bài bạn bình chọn lần hai á, loại bỏ, mất một cái thẻ bài. Bài cuối, con trỏ cuối thì nó đếm từ không, đếm từ không. Như vậy về mô hai rồi, làm sao biết còn hay không, copy câu này xuống à. Như vậy the latest Saturday list. Như vậy vẫn cái for đến xài à, có bị sợ luôn không thầy? Đéo sợ bố con thằng nào, còn hai người. Mọi người có đang hiểu code được đến đây không? Trả lời. Chưa có ạ. Phải hình dung trong đầu cho tôi cái nào là cái nào là cái con chó, cái nào là cái túi, cái nào là cái hàm nó trả về, cái nào là cái vùng new. Thực sự có rất nhiều khái niệm new. New này là tao đi mua một cái túi, sau đó bắt đầu new sinh viên cứ nằm ngoài, đưa tọa độ nhét vào túi à, giống như bệnh nhân cứ về và cứ vào phòng đi trước, lát hồi đi lấy danh sách sau à, cứ vào phòng thi đi, lát hồi đi đến tận nơi kiểm danh điểm danh sau. Có hai cái cách điểm danh ngay từ đầu, ok không, cứ vào lớp đi đã, lát hồi tao lấy danh sách sau à, đấy, đây là agile đó. Như vậy agile và có quyền remove ra đó. Như vậy đến đây là mình ngon rồi, và bài này ngon nhưng chưa ngon vì bạn An đó, add vào đầu tiên, bạn An, An đi vào đầu tiên của giỏ, hãy nhìn kỹ vấn đề, An đi vào đầu tiên của giỏ, chứ chữ new này đéo phải là new đi vào, new cứ nằm bên ngoài nhưng tọa độ được add vô,
cũng giống như Bình này, cứ new ở bên ngoài tọa độ. Hai câu lệnh đó là một, vì chữ new tao đã từng nói cho mày trả về tọa độ. Đó. Thế thì cái câu chuyện của mình ở đây là bạn An được add vào điểm là 9, bạn Bình được add vào điểm là 4.9 và mảng đang sắp xếp giảm dần. Tao muốn sắp xếp tăng dần theo điểm trung bình. Bài này có kỹ thuật lập trình là tự động ấn sọc một cái là nó sẽ học luôn. Nhưng cái trò đó nó phức tạp, phải dùng đến interface. Tao chưa muốn nói. Tao chưa muốn nói đến. Giờ tao sẽ chơi trò tao làm giống như của bên bài về mảng, tức là nước lên thuyền lên. Như vậy tao chỉ đổi được hai thằng này cho nhau về điểm thì có nghĩa rằng là đổi được cái danh sách này theo thứ tự Bình Lê phải in lên trước, An Nguyễn phải đi lên sau thì có nghĩa rằng tao đã sắp xếp xong. Như vậy thì làm được cho hai thì làm được cho N, bài này tôi đã từng giảng bên mảng. Vậy thì quan trọng nhất là cái array list này, cái túi này khi mình add thằng An đi vào trước, thằng Bình đi vào sau thì thằng phần con thẻ bài đầu luôn luôn trỏ 9, thẻ bài sau trỏ thằng 4. Đó, cho nên bây giờ là thẻ bài 0 luôn trỏ vùng new An 9. Thẻ bài 1 luôn đang trỏ vùng new Bình 4.9. Như vậy mảng đang giảm dần. Ta cần tăng dần. Về mặt logic, điểm thằng nào thằng đó giữ. Về mặt logic, điểm thằng nào đang nó giữ. Chỉ đổi thẻ bài thôi. Anh em mình đã học rồi, đổi con chó, đổi chỗ chó. Đổi chỗ chó trong thẻ bài. Tức là thẻ bài 0 phải trỏ vào Bình thì mới là đúng. 4.9 là coi như đúng. Thẻ bài 1 phải trỏ vào An 9. Đó, thì nó sẽ tự động là mảng giảm dần hay mảng tăng dần. Như vậy thẻ bài 0 này, mày đang trỏ thằng An đúng không? Mày đang chọn thằng An đúng không? Thẻ bài không S có nghĩa là vào thứ tự nào ra in ra thứ tự đó mà. Thì đừng, mày đừng có chơi vậy, phải đổi chỗ. Vậy thì làm sao đổi? Như vậy cái ARR.get vị trí Y để lấy ra thẻ bài thứ Y. Thẻ bài thứ Y. Lấy được tọa độ vùng new Y. Vùng new thứ Y. Đó, new certain thứ Y. Như vậy thì nó còn một cái trò nữa, nó hỗ trợ luôn cái túi này, đổi lại arr.set get về con set y. Đấy, tọa độ mới cùng new sở tiêu đình mới. Điều này có nghĩa rằng là gì, là thẻ bài thứ y sẽ trỏ vào vùng new khác. À, như vậy mình có thêm cái set và mình lợi dụng trò này để mình chơi trò hoán chuyển. Như vậy, student TMP bằng arr.get sinh viên thứ 0. Như vậy lúc này get tức là lấy được điểm 0. TMP trỏ cùng thẻ bài 0 tức là đang An 9. Get không, em add vào nè, em add vào là An. Cái đúng mà em lấy ra là An. Mình học rồi, get nè. Từng vị trí ra. Get nó tương đương với chính là ngoặc vuông thứ y. Nó chính là ngoặc vuông thứ y đó. Cái này tương đương với là tem bằng arr thứ y. Chỉ có điều cái mảng thì nó có sẵn để mình chọn mảng, có sẵn cái khay thứ y để mình chọn, nó sâu luôn. Còn túi thì phải mở ra để ghép, túi thì phải mở ra để lấy thứ y thì gọi là chấm ghép y thôi.
à, vẫn là lấy tọa độ, lấy cái thẻ bài ra, lấy cái thẻ bài ra. Đó. Như vậy tem get rồi. Như vậy tiếp tục arr chấm set set không bằng arr chấm get một à, đủ. Hy vọng tụi mày hiểu được. Mẹ kia thẻ số 1 à, thẻ không, thẻ bài không, lưu tọa độ mới của cái thằng 1, thẻ 1. Mà thẻ 1 thì đang trỏ bình, thẻ 1 thì đang trỏ bình 9, 4.9. Thì get 1, get 1 chính là thằng bình nè, bình đã được vô vô nè. Đó. Nhớ mình đã remove một thằng bình nữa rồi nha. Còn có hai đứa ra. Nghe có mùi quen quen thầy, tem bằng AI, AI bằng AZ thì cuối cùng là AZ bằng tem, như vậy là set. À, xin lỗi, AR chứ. Chấm set. Vị trí 1 bằng tem. Như vậy, thẻ bài 1 trỏ cùng tọa độ tem. Mà T thì đang TMP thì đang bằng trỏ vào get không cũ, tức là an 9. Như vậy bây giờ ta đã có được không trỏ vào bình, một trỏ vào an. Phải đổi chỗ trỏ này, một trỏ vào an. Như vậy copy đoạn code xuống. Như vậy đoạn code nó rất giống. Bên đây phải hiểu được cái ý tưởng của cái việc hành xử nha. Stringless. After sorting ascending by GPA F9 và F6, xin lỗi. Và nếu chúng mày thấy được à, nếu tụi bay thấy được for từ đầu đến sai, lúc này chỉ còn có hai người thôi, mình đã remove một rồi, mà thấy được 4.9 với 9 thì đó, hôm nay là ngày của tao và chúng mày. Mọi người có đang theo kịp bài giảng không? Trả lời. Dạ có ạ, rất kịp luôn thầy. Rất kịp thầy. Còn thằng nào còn ý định chơi bời và không về nhà tư duy thêm không? Còn có ý định chơi bời và không theo chịu tư duy và học hỏi thêm không? Trả lời. Không thầy. Tao không ghét chỗ bài mà tao giận tao chửi đâu. Tao nói thật đấy, còn nhiều thứ để học. Đừng nghĩ thầy Hoàng giảng dễ hiểu rồi, đéo còn gì để học. Bậy. Bậy. Như vậy đã học cách sọt xong, như vậy set tức là đổi tọa độ của phần tử trong giỏ. Thực chất một điều, bản thân cái hình nó chính là hình này. Nó chính là hình này. Đây. Tao đang trỏ đây, mày đang trỏ đây. Đấy cái giỏ đây này, giỏ mạng hay cũng Aurelis như vậy thôi, đúng con trỏ. Như vậy tao trỏ lên đây, mày trỏ xuống đây. Như vậy thực ra cái này chính là cái con trỏ thứ mấy thì nó ghét được cái thứ mấy thì bên trong nó có tọa độ. Vì ghét được cái này, cái thẻ là có tọa độ rồi. Ghét được cái thẻ nghĩa là tọa độ rồi. Mà tọa độ đây này. Trong cái thẻ nó ghi quê quán, tên tuổi, địa chỉ. Còn giống như trong danh sách lớp mình đây, thì đây là danh sách các thẻ bài đây. Trên mặt tôi là nhìn cái màn hình của lớp mình, như vậy là các thẻ bài. Mà với các thẻ bài này thì với cái thẻ bài này thì mỗi thẻ bài đang trỏ một con người ở xa đó. Rõ ràng như là tôi chỉ cần đảo thế này. Ví dụ Tín giả sử là điểm 8, giả sử Dũng ở trong đây là điểm 8 rưỡi, giả sử hai đứa đều điểm tốt rồi, nhưng tao muốn sắp xếp tăng dần và giảm dần thì đó, tao chỉ đổi Tín ra đằng sau, Dũng ở đằng trước về nguyên tắc, chứ hai thằng nó vẫn ngồi quê mà, nó vẫn đang ngồi quê. Như vậy thực ra tao chỉ đổi là vị trí đầu tiên trong cái lớp này thay vì là Tín thì bây giờ là Dũng đi sang. Rồi vị trí của Dũng thì bây giờ phải là Tín đi sang. Như vậy thì vẫn không thì lúc này là Dũng. Một thì là Tín. Thì nói chung là điểm chúng mày 8, 8 rưỡi tao đều cho điểm cao rồi. Nó chỉ sọt cách nhau, nó đảo nhau một cái chỗ đó thôi. Nhưng vậy nó chỉ vẫn là hai thằng ngồi ngoài quê, đéo ảnh hưởng. Vậy tao gọi, bạn đầu tiên. Thì Dũng nó trả lời ra, em điểm 8. Bạn thứ hai, Trung Tín, dạ em 8 rưỡi, nhỉnh hơn bạn em tí. Đang ví dụ thôi chứ không ý hạ nhục ai cả. Đến đây thì mình đã hiểu rồi, tức là mọi người vẫn ngồi quê, điểm như cũ, tao chỉ có điều là đổi thứ tự gọi. Đây cũng y chang vậy đó.
Như vậy set get này vẽ xong. Đến đây mình đã hiểu Aurelius rồi. Đã hiểu cách chơi nó rất linh hoạt. Ta sẽ chơi sang bài thứ hai. Set có điều gì đặc biệt? Nhớ hồi nãy tao add đến hai thằng bình. Bây giờ ta xem tao làm điều đó được hay không ở bên set. Như vậy, public static. Ở đây void, xin lỗi. Void. Ở đây wait set. Chơi với set. Public static void play with set. Như vậy chơi với set thì nó có hai. Set là cái túi chung chung. À, nó có hai loại túi cụ thể. Hàng hiệu. Tôi gọi hàng hiệu với cái túi kia túi bình dân, túi Aurelius là túi bình dân, hàng hiệu. Éo chơi đụng hàng. Tôi gọi đồ hiệu mà anh em mình đã chơi sành điệu rồi, thằng nào mặc đồ giống giống cái là bực mình á, đéo chơi ạ. À? Ghét lắm ạ. À. Gọi là chơi gác nhau mà tự nhiên là có thằng nó chơi đụng hàng mình, còn gì nữa. Cho nên mình chơi trò éo chơi đụng hàng. Còn list là hàng bình dân. Đụng hàng cha chát đụng chan chát luôn. Như vậy thì ý nghĩa là gì thưa thầy? À, nào, set. Như vậy không cho add trùng. Không cho add trùng. Tỏ trùng vùng new. Có nghĩa là không có hai thẻ bài. Hai hay ba hay nhiều hơn. Thẻ bài cho cùng một vùng new. Cấm. Tức là mỗi thẻ bài là một vùng new khác nhau. Cái này nó tương đương với việc là tương đương đếm số người nha. Đếm số người vào lễ hội. Mỗi người đếm đúng một lần. Người vào lễ hội hay là mua vé xem phim. Xem một bộ phim. Mỗi người đếm đúng một lần thôi. Cái này gọi thống kê. Còn list là bình dân đụng chân chát. Nghĩa là gì? Trò trùng hồi nãy mình thấy trò trùng đó. Sinh viên bình đấy. À, có đến N thẻ bài. Trò trùng vùng new cũng chả sao. Làm sao? À, tức là bản thân cái size của thằng này là nó sẽ khác. Rồi. Chẳng hay sao? Cái này nó tương đương. Đếm số vé đã bán. Đã bán. Éo quan tâm một người mua mấy vé. Cái này gọi là đếm số lượt người. Éo quan tâm người nó xuất hiện lại. Đi rồi về thì lại vào lại. Đếm số lượt người. Ví dụ bạn vào siêu thị, bạn mua đồ. Bạn mua xong. Sau này bạn ra, sau này bạn tự nhiên bạn quên, chết mẹ rồi, còn một cái ví dụ cần phải mua thêm vài lon ken, mua gần đầy đủ hết rồi, à, mua ken rồi nhưng quên mẹ mua mực để nhậu, thế là phải vòng lại. Như vậy siêu thị nếu ngồi cái người bảo vệ người ta đếm, à đủ, hôm nay có hai khách hàng, bởi vì mày vào, xong mày mua xong chạy ra, xong mấy lần mày vào lại, thì nó gọi là hai lượt khách hàng, đó, hai lượt khách hàng. Nhưng mà nếu đếm theo của list, à, của danh sách của set ấy, nó nói, ok, của thằng này vừa xuất hiện rồi mà, coi như là một người thôi, tức là tính đếm là số một thôi. Đó, cho nên cái set nó đếm đặc biệt, nó gọi là tập hợp, nó không đếm trùng. Còn kia là cái đếm okay. Thế thôi, vậy đếm số lượt người. Cho nên ngày trong bộ phim mà Marvel Endgame có anh chàng anh mua 101 lần anh đi xem, thì cái đó về nguyên tắc vẫn tính là 101 vé. Nhưng nếu tính khán giả thì chỉ mẹ kiếp có một thằng. Đó, cho nên một thằng thì là set. Còn list thì là cho phép là 101 người đã đi xem phim. Đó, nên đây là cái điều nhỏ nhoi để tụi bay xem. Rồi, như vậy tiếp tục em viết code sao? Như vậy em đã hiểu sơ bộ rồi, em muốn thấy được điều đó thưa thầy. Như vậy thì set này nó có hai loại túi. Set là cái túi hàng hiệu thì nó có hai loại. Hai loại con. Con thứ nhất là has set và tree set. Cứ nhớ cho tao chữ tree. Set có nghĩa là không cho trùng, tập hợp mà. Tree là có sắp xếp. Còn has có nghĩa là bâm, nghĩa là ngẫu nhiên. Has set đồ vào thứ tự nào thì ra có thể là thứ tự khác. Khác Aurelius nha.
nó khác. Array list. Array list là vào trước. Array list á. Vào trước, ngồi trước. Ngồi trước. Vào sau, ngồi sau. Đi ra cũng vậy thôi. Đi ra cũng vậy. Cho nên get y chang vậy. Đi ra tức là get y chang vậy. Tức là get. Tự tự y là đúng thứ tự vào luôn. Là đúng thứ tự vào. Còn hard set. Còn hard set là vào. Bị vào đầu tiên. Nhưng mà ra có khi lại là cuối cùng. Nó gọi là mã băng. Đây là cái thuật toán riêng của nó mình không bàn. Còn tree set vào. Cứ vào đi. Tao sẽ sắp xếp theo cách của tao. Tao sẽ sắp xếp riêng theo cách của tao. Để bài. Tao sẽ sắp xếp riêng theo cách nha, của tao. Đó, tức là các thẻ bài vào được sắp xếp này. Thẻ bài vào là được sắp xếp theo cách nào đó. Cái này học sau. Thì nó dính đến interface. Tao chưa giảng được. Giảng thì cốt về nhanh lắm nhưng mà phải hiểu bản chất. Rồi, như vậy hard set vào có khi ra cuối. Tức là thứ tự lộn xộn. Do đó hai thằng này, cho nên cả hai thằng này éo có hàm get để lấy ra. Cả hai thằng này éo có hàm get để lấy ra. Get thứ y để lấy ra. Vì thứ tự không còn quan trọng nữa rồi. Vì thứ tự đã bị xáo rồi. Chết mẹ rồi. Array list thì cho em được. À, thế thì bị xáo trộn rồi. Như vậy thì để làm được nó thì mình phải dùng for quét hết thôi. For each. Không for y được. Vì do nó lộn xộn thứ tự cho nên vào với ra hai thứ tự khác nhau thì lấy thứ tự là có ý đâu có ý nghĩa. Get vị trí thứ y là vô nghĩa. Get vị trí thứ y là vô nghĩa. Thẻ bài thứ y là vô nghĩa. Nó đâu đúng giống lúc vào đâu, không giống như lúc vào. Đó, do không giống như lúc vào. À. Mọi người có đang theo kịp bài giảng của tao đến đây không ạ? À? Trả lời. Kịp thế. Dạ kịp đấy. Mấy đứa nào học đúng chuẩn với thầy Hoàng phải tự động kéo thêm cái dây cáp nối màn hình TV vào để phóng lớn cái màn hình này của thầy Hoàng ra một cái màn hình TV. Cho nên vừa gõ bên màn hình nhìn màn hình TV của thầy Hoàng, cốt của thầy Hoàng gõ, và bên này là máy tính xách tay mình gõ. Hôm bữa tao livestream tao thề chúng mày ngày trước mặt của tao là có cái màn hình bự chả bá đấy. Là một cái màn hình 42 inch tao chỉ để dành riêng cho việc livestream. Tao thề không dùng để xem TV. Không có TV thầy ơi. Bây giờ đưa điện thoại ba má đây để tao xin tiền cho tao mua cho. Để học online cho nó tốt. Còn nếu không có được TV tao biết là có khó khăn thì bây giờ phải thu nhỏ cái cửa sổ này lại. Cái kiểu này. Ví dụ mình thu kiểu này lại. Mình biết thừa rồi. Và để mình có thể gõ cốt nha, nhìn cái màn hình của cái laptop rồi mình thu nhỏ lại thì bắt đầu mình sẽ gõ được cốt. Mục tiêu là để tập gõ cho nó nhanh, có thể gõ trong notepad cũng được, không cần gõ trong cốt này, nhưng lát hồi gõ cốt phần kia thôi. Tao đang cần chúng mày luyện luôn cả kỹ năng gõ cốt, gõ các văn bản đó. Mình phải đạt cảnh giới đó chứ không phải đùa đâu. Cho nên thầy Hoàng gõ tốc độ này tương đối là, nó gọi là không đến nỗi tệ, không phải là nhanh, nhưng mà chúng mày ít ra phải được cỡ này trở lên khi gõ văn bản, gõ mọi thứ. Có 6 ngón đến 10 ngón. Chứ đừng có ngồi nghe không có đéo nhớ. Phải gõ. Tao biết là không có dễ nhanh để có thể theo kịp. Vì học online nó bất tiện hơn so với học offline. Nhưng mà không có lẽ mình không học. Rồi. Như vậy bây giờ mình khai trang đi con. Set. ARR. À, nhưng mà đừng bao giờ gõ lung chung. Mà phải gõ kiểu này. Phải gõ luôn có chữ sở tiêu đình phía trước. Tao muốn lưu danh sách sinh viên nếu không nó lưu lộn xộn. Tách, tao sẽ có bài tách riêng về những vụ này. AR bằng new hard set. Bài này không cần chuẩn cho cách vì lý do tao đã import sẵn luôn java.util.sao ở đây. Đấy, để tụi bài nhớ. À, như vậy chấm sao. Như vậy lúc này mình ARR add như bình thường thôi. Add vào thì cứ add. Add như bình thường, không có gì lăn tăn. Như vậy add new sinh viên Bình Lê. Cho An Nguyễn đi vào đi.
thì bình lề mình sẽ copy câu trên xuống như vậy, đưa vào bình lề An Nguyễn chấm phải xong, bạn đầu tiên đi vào quyết định, bạn Bình đi vào. Rồi, có Bình rồi. ARR.S Bình. S tiếp Bình. Theo cách như cách này thì về mới ArrayList là có 3 đấy. In ra 3. Vậy xem hash. Xem hash set sẽ in ra mấy. Đây, S này, S Bình Bình nè. Bây giờ mình S Bình Bình, nghe chưa? Thằng này dưới nó in 3 rồi, mình sẽ remove được. Như vậy thì thằng này xem, xem có AR có chấm get hay không? ARR chấm get nó đéo có. À, chết mẹ mình rồi. Như vậy phải add out the student list for rare tab. Lúc này chỉ có for rare thôi. Chấm size vẫn có nhưng mà đéo biết get được. À, như vậy x. Mình học rồi. X chấm show profile. Vậy đã xong cho sinh viên thứ. Đây. Nào. Lightweight. Hạt set. Đấy, tôi để lại code set ở đây. Mình xem thử coi. Như vậy tôi add đến hai bạn Bình, tức là Bình này đang trỏ vùng new, add Bình con thẻ bài đi vào. Thẻ bài đi vào nhưng mà thẻ bài xem nó thấy đã trỏ vùng new rồi. Mình có một cái vùng new đã được thẻ bài nó trỏ bên trong rồi, nó ngồi nó tự dò các thẻ bài, nó thấy thẻ bài đã trỏ vùng new này rồi thì nó đéo trỏ thẻ bài này vào đâu. F6. À, mình thấy chưa? Mình thấy bắt đầu nó khác biệt chưa? Rồi, tao quyết định tao add thêm một bạn nữa để xem thử xem thứ tự in ra thế nào. Nào, như vậy thôi, tao quyết định add thêm một bạn thứ ba. Add thêm bạn, bạn này, bạn thêm một bạn 57, bạn Cường Võ. Cường Võ. Mình chỉ cần hai bạn tên thôi, đó, 57 thôi. Xem thử coi, như vậy Bình Bình. Bạn biết thừa và chỉ một bạn Bình đi vào. Còn bạn Cường thì đi vào như thế nào? Ủa Cường nó lên đầu thưa thầy. Cường nó lên đầu thay vì bạn An đi đầu. Đó, cho nên lộn xộn thứ tự mình thấy rõ rồi. Cường An rồi mới Bình. À, Cường An Bình. Chuyện này mình không trả lời chính xác được. Thực ra về nguyên tắc vẫn có thể biết được cái thuật toán nó băm nó đấy. Nhưng mà chuyện nó không có đáng để quan tâm ở đây. Mình không đáng quan tâm ở đây. Mình chỉ biết nó lộn xộn. Nha, như vậy nó sẽ lưu cho mình để tránh trường hợp là mình tránh bị trùng. Cái này nếu đứa nào học database thì nó biết là điều là nó không muốn có trùng hai dòng. Tuy nhiên, phải ghi kỹ, nếu câu lệnh này, thì điều này đây không phải add trùng nha, đây không phải add trùng. Không có phải add trùng nha. Có new, có vùng nhớ mới, data bên trong trùng tệ mẹ mày. Data trong new trùng, quan tâm éo gì? New mới mà. Quan trọng nhất là vùng new mới. Vùng này chưa ai trỏ hết. Trong giỏ chưa có thẻ bài trỏ đến. Chưa thẻ bài trỏ đến. Cho nên cái này đéo phải trùng. Trùng data là một cái hệ quả khác. Như vậy bài nhà bài in hơn in ra là thêm Cường Võ nữa. Đó, Cường Võ cuối. Alo, anh em có theo kịp không? Trả lời. Dạ. Để có à. Đến đây là bắt đầu hiểu ArrayList có cái viện khác biệt với set rồi. Thú vị. Map còn thú vị nữa. Tree còn thú vị nữa. Từ từ tao sẽ giảng. Như vậy, đến đây hiểu sơ bộ để ArrayList, hiểu sơ bộ về set. Đặc biệt là mình có thể sort trên ArrayList như kiểu truyền thống. Ngoài ra còn cái việc sort tự động ArrayList, sort tự động tree, set. Câu chuyện đó tôi chưa bàn ở ngày bữa nay được. Giờ bàn vào nó sẽ bị hắc não chứ không phải là gì cả nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục khảo sát thêm một cái bài quan trọng nữa để trước khi tao chuẩn bị cho cái bài quan trọng quay cái tủ trở lại. Nào, bài tiếp theo quan trọng. Hàm trả về object. Cái này đã học rồi, đã học trong bài 7 viên ngọc rồng. Tức là bài Object Inside Out trên cái YouTube của tôi. Các bạn có thể đến đó các bạn xem. Thực ra trả về object. Đọc đúng chuẩn. Đọc đúng chuẩn. Phải là trả về
tọa độ vùng new của object. Mình nói tắt vậy thôi nhưng thực ra nó phải trả về tọa độ vùng new. Tức là tao biết mày vùng new mấy, đưa cho tao cái tọa độ. Tao sẽ tìm, tao sẽ đưa cho mày tọa độ của cái hồ sơ mày tìm. Tao sẽ đưa tọa độ của cái hồ sơ, tọa độ của cái thẻ, của cái body nằm trên chiến trường. Tọa độ của bệnh nhân, tọa độ hay số phòng bệnh nhân. Bệnh nhân đang điều trị. Đó. Đây là cái logic của vấn đề. Như vậy mình sẽ làm cái hàm. Bài này mình đã từng học nhưng bây giờ mình học chơi với ArrayList. Vậy ArrayList chứa nhiều dữ liệu. Cho nên mình sẽ đi search. Vậy public static student. Đó, chơi lớn. Trả về hàm trả về tọa độ. Vì sinh viên là một biến, một biến thì cần tọa độ. Như vậy get hay là search student string đưa vào ID của sinh viên muốn tìm. Hàm nhận vào ID, hàm nhận vào ID SV muốn tìm trong cái túi ArrayList. ArrayList nha, muốn tìm trong túi ArrayList. Hàm nhận vào ID sinh viên muốn tìm trong túi ArrayList. Rồi, sẽ trả về cái thẻ bài chứa cái tọa độ để tìm thấy. Nó có trùng ID. Trả về thẻ bài. Vì trong túi nó chỉ chứa thẻ bài thôi. Túi thì chỉ chứa thẻ bài. Cho nên đưa thẻ bài là tương đương với đưa tọa độ. Đưa địa chỉ, đưa tọa độ. Cái tên hàm này nó giống như, nếu bạn nhìn kỹ thì tên hàm này nó giống như khai báo biến nè. Đó, khai báo biến thì đây là tọa độ, đây là biến nè. Biến sinh viên thì có lẽ tao cần một tọa độ, vậy cái này phải bằng tọa độ. Về mặt logic nó phải bằng một tọa độ. Thì cái là hàm trả về giá trị. Trả cái này mới ngon, chứ trả về vị trí thứ mấy thì nó đéo ngon. Như vậy bây giờ tao sẽ xây dựng một cái array list. Như vậy tôi cần có một cái array list. Copy cái thằng này xuống cho tôi. Đó, hai bạn sinh viên. Kiểm tra cái bài sort manual. Đó, tao sẽ viết code chậm để chúng mày tự tỉnh táo này. Đó. Hai báo có hai bạn tên là Bình và An. Đó. Như vậy lúc này danh sách có hai người đấy. Để làm sao biết là dĩ nhiên nó còn nhiều người nữa. Dĩ nhiên còn nhiều sinh viên nữa. Còn nhiều SV nữa. Về mặt logic, lôi từng bạn ra, lôi từng thẻ bài ra. Tức là get bạn thứ y. Thì được một con chó sinh viên là tọa độ SV rồi. Đó, như vậy thì ta hỏi tiếp, hỏi ID của bạn, hỏi ID của SV thứ y có trùng với ID đưa vào không? Nếu trùng thì trả về tọa độ, trả về thẻ bài. Trong đây có nhiều thẻ bài nha, có mỗi thẻ bài là nhiều sinh viên. Đấy, nhớ là mỗi thẻ bài ứng một SV có ID ở xa vùng new sơ tiêu đó. Như vậy mỗi thẻ bài ứng với một sinh viên. Như vậy get được thẻ bài thì hỏi thẻ ID. Cho nên get thẻ bài thì hỏi tiếp ID. Rồi so sánh ID đưa vào. Đấy, cái logic của nó là ở chỗ này. Như vậy thì 30 giây để tụi nhỏ nó bình tĩnh. Như vậy viết code thế này dám ba cái đồ yêu. Như vậy trả về. Và nếu em đéo tìm thấy sao? Đó, quan trọng nhất em đéo tìm thấy. Thì em phải trả về bao nhiêu tọa độ nào? Tao em trả về null. Mà đéo thấy. Chứ làm sao trả về không được? Vì đã trả về tọa độ mà nếu tọa độ không thấy thì trả về null. Thì có nghĩa là không thấy. Như vậy thì trả về null. Nếu không thấy. Tức là trỏ xuống đấy ra. Thế thôi. Như vậy. Thế thì về mặt logic mình phải get từng bạn. Đây là mảng nó có hai. Này. Này. New add bạn An Nguyễn. Chưa add bạn Bình. ARR.add
bạn Bình. Đó, để vậy đây là hai bạn sinh viên. Và dĩ nhiên còn nhiều sinh viên nữa. Đó, nhớ câu bạn Bình. New bạn sinh viên Bình. Tôi để mọi người nhìn. New sinh viên Bình. S sinh viên An và S sinh viên Bình. Như vậy bây giờ về mặt logic, ta sẽ for từ đầu đến đuôi. Như vậy phải for từ đầu đến đuôi. Từ đầu, lôi từng bạn, hỏi từng ID. Thế thôi. Và if. Đó. Như vậy tôi làm bộ, tôi chưa làm for. Thì tôi lấy bạn đầu tiên đi. Tôi lấy được bạn đầu tiên là bạn. Bạn đầu tiên, bạn không phải này nhá. Bạn đầu tiên là bạn add vào cái giỏ. Như vậy thẻ bài đầu tiên. Như vậy tôi sẽ chơi trò viết chậm là student. AMP student bằng à, cái này tôi viết chậm nha. Tôi sẽ viết rất chậm này. Tháng ơi, tao muốn ghét bạn sinh viên thứ y. Đó, phân bạn sinh viên thứ không. Như vậy, cái này nó giống như hồi nãy thì em in đấy thầy. Câu này in nó giống y chang for mà thầy. Thế đúng rồi, for này. For mình for ghét nè. Ghét thứ y này. Thì em chấm show profile thì em lấy là sinh viên thôi chứ cái đéo gì đâu. Đúng không thầy? Đúng rồi. Như vậy, mình khai báo thêm string ID. Cái này ta làm chậm. TMP ID. Bằng. TMP sinh viên này. Chấm. Get ID. À đồ. Như vậy lấy được mã sinh viên rồi. Lấy được mã SV bạn thứ y. Bạn thứ 0. Đó rồi bạn thứ 1, bạn thứ 2. Ủa sao thầy không viết gộp mẹ rồi. Người nào viết gộp thì cho như này. TM ID. Bằng. Định luật bắt cầu cái này là cái này thấy đúng má chơi lành luôn. Cái này bản chất là nó trả về sinh viên nè. Thưa thầy em muốn lấy thẻ bài của bạn thư y. Đó thẻ bài bạn thư y. Mà bạn thư y có rồi, thẻ bài rồi, có tọa độ rồi thì chấm ghét mẹ nó luôn chứ rồi. Cho nên chúng mày yên tâm đi, lập trình hướng đối tượng ở ngoài đời là chấm liên tục. Chấm liên tục. Chấm có thể chấm tiếp, quan trọng nhất là nó trả về cái đéo gì. Nếu nó trả tọa độ thì chấm tiếp được. Vì thay vì gán vào biến nó mất công. Nó gộp lên. Cho nên ngày hôm nay mà học mà không bắt đầu thấm được những điều này thì tao nói trước nên đổi ngành, tao không có cách nào giảng dễ hơn được. Câu này báo lỗi vì đơn giản hai biến trùng tên nhau chứ có cái đéo gì đâu. Như vậy thì đến đây là mình đã lấy được sinh viên rồi thì mình if MID bằng bằng ID đưa vào thì return. Đó, thì return tem student hoặc là return arr.get0 cũng được. Giả bộ bạn không có đăng bạn không là bạn tìm thấy. Đó. Nhưng mà về nguyên tắc không được quyền so sánh bằng bằng, vì vì chuỗi cũng là không được so sánh bằng bằng. Chuỗi là con trỏ luôn, tao sẽ giảng riêng. Cho nên không được ghi câu này mà phải ghi là f emp id chấm mã số sinh viên bạn chấm equal ignore case. Đó. Có bằng id không? Đó, nếu bằng thì return tem sinh viên. Nếu đúng là thấy. Nếu bằng bằng ID thì ném ra tọa độ thẻ bài. Trong thẻ bài thứ y. Thứ y trong bài này là không. Mình đang giả định tìm thằng thứ không. Nào. Tem sinh viên chính là đang lưu tọa độ. Thằng nào return mẹ get không được. Vì tại vì get không thì tao lấy được ID. Get không. Get không thì tao lấy được ID của sinh viên. Mà tao so sánh bằng thì tao phải return get không chứ return cái đéo vậy. Bài này hoàn toàn không có sinh viên mới được tạo ra. Else. Đó, nếu bằng. Còn nếu không thì return null. Tôi chưa quan tâm bạn Bình. Tôi giả bộ tìm bạn đầu tiên. Rồi tiếp tục. Như vậy thì nếu éo trùng ID thì không tìm thấy thì trả về tọa độ null không. Đó, tọa độ không hàm ý là không tìm thấy. Alo anh em theo kịp đến đây không ạ? À? Trả lời chưa kịp vậy. Không có đùa đâu, cốt nó khó chứ không phải đùa đâu, chứ đừng có chủ quan. Chỉ có đơn giản nhớ là điều mẹ kiếp tao ghét ta tọa độ mày trong mày có nhiều thẻ bài quá, cho tao cái thẻ bài coi và ngồi ngửa cái thẻ bài đây, cho tao cái thẻ bài coi. Đó, đưa tao cái thẻ bài tức là tọa độ, mẹ kiếp đưa thẻ bài rồi thì mình chấm được chứ còn đéo gì nữa, là chọn vùng new chứ còn gì nữa. Ghét không tức là
chính là con trỏ thứ không chứ là cái gì đâu. Đấy, get thứ không, get không là được cái miếng thẻ này, trong cái thẻ này cầm trong get không, tôi cầm cái thẻ rồi, cầm cái thẻ có tọa độ có đéo gì nữa thì đi đến đó thôi chứ còn gì nữa. Cái logic nó vậy thôi. Như vậy bây giờ xài bài này sao thầy? Ủa sao thầy không get một? Tao đang giả bộ làm cái get không được thì lát hồi tao làm get một, tao làm get hai thì tao quyết cái này thành for chứ có đéo gì đâu, for thứ y thôi chứ gì nữa, get thứ y thôi. Đó. Cho nên bài này chính là bài for chúng mày tìm ngày xưa. Mà hôm bữa mình cũng học mạng rồi. Như vậy bài này search và khốn nạn cái hàm search nó trả về một sinh viên. Như vậy mình sẽ chơi trò student triple x bằng search a student đưa vào SE. Cố định chơi SE 1 2 3 4 5 6. Mình đang cố tình nha, đang cố tình. Như vậy nào, đâu? SE 1 2 3 4 5 6 là S bạn đầu tiên, rồi bạn kế là bạn Bình trong cái logic code nha. Logic code. Như vậy get bạn đầu tiên là bạn An mẹ nó rồi, được mã số là 1 2 3 4 5 6 ở đây rồi. Đây mã 1 2 SE 1 2 3 4 5 6 rồi thì đi so sánh. Ignore case, chấp hòa thường luôn, mày đưa thường tao đéo sợ. SE 1 2 3 4 5 6 và SE hoa 1 2 3 4 5 6 là nhiều. Như vậy bài này tao tự tin tao viết luôn. X bằng và x triple x. Chấm show profile. F6 coi. Nếu thấy ra bạn An Nguyễn, hôm nay đó là ngày của tao. F6. Đến đây bắt đầu hiểu rồi. À đủ, như vậy nếu em đưa mã số bất kỳ em phải duyệt vùng for thay vì đó, thay vì thầy đang chơi mánh thầy đưa hai bạn nhưng thầy chỉ lấy bạn đầu thì lấy bạn đầu được thì lấy get không được thì thấy là get 1 thay bằng get 2, get 3 for đến cuối mạng. Mà mình thấy bằng cái thì return vị trí thứ y chứ còn cái đéo gì đúng không thầy? Thầy đưa chữ get không vào đây được không thầy? Được, cái đéo mẹ nó là 1. Mình đã gắn biến ở trên đây rồi. Đó. Thế thì dạ thưa thầy, nhưng mà nếu em đưa SE 1 2 3 4 6 6 đi thầy làm đéo cho em. Thì lúc này là gì? 66 thì bắt đầu 66 thì nó lấy được mã số là 66. Mà 66 mà để đi so với mã số 6 đi so với 66 vào làm sao bằng. Như vậy nó sẽ phải return null. Như vậy thì F6 lúc này nếu tao chạy thì nó sẽ báo null pointer. Vỡ cái mặt tao. Tao có biết trước cái kết quả. Á đủ. Sao hay thầy, hay cái đéo gì? Mình đã biết từng thứ không kịp thấy mình trả về null. Mà ai biểu lấy null mà chấm là vỡ mặt rồi. Như vậy thì làm sao thầy? Nếu đâu tìm không thấy thì báo không thấy đi chứ thầy. Đúng rồi, cho nên if vi sửa thêm xxx bằng bằng null, not bằng null, xin lỗi, not bằng null. Đây là cái câu lệnh mình học thêm của quốc pháp, not bằng null. Thầy out sâu ra, tức là không trỏ đến null, tức là trỏ vào thấy trả về cho tôi tọa độ, được một tọa độ, một hồ sơ SV thì đã. Còn nếu else sao not found to vật vã thì còn đéo gì nữa. Mày bằng bằng null có nghĩa là mày đéo thấy sinh viên, thì mà không thấy sinh viên thì mày mới not found chứ, mà thấy không thấy sinh viên thì mày mới return null chứ. Đây nè, nếu bằng thì mới return, còn đéo thấy. Tất nhiên tôi đang test thử cho trường hợp đầu tiên get không thôi, còn get 1, get 2, get 3 nữa nhưng mình làm tương tự được rồi. Như vậy sửa đoạn code thế này. F6 not found. Đủ, chứ đâu có phải ngoại lệ cần phải bắt đâu. Vấn đề ngoại lệ này do là do mình cố tình mình chấm null. Còn em sửa 66, nếu nó trả lời ra là bạn An thì hôm nay đó là ngày của tao và chúng mày. F6. Rồi xong. Tất nhiên nếu bạn Bình em muốn tìm thì sao thì phải sửa nốt bắt bạn một nữa con. Chỉ có điều là tao chưa làm nốt nhưng chúng mày thấy tương tự. Cốt mọi người có chạy giống tôi không? Trả lời. Có thầy. Đến đây là chúng mày đã biết cách chơi với về sửa lại thành vòng for. Là bài này chơi ngon luôn, sợt một bạn sinh viên bất kỳ với ID đưa vào. À đồ. Tao đang chuẩn bị bài này. Phần này tao đang chuẩn bị cho ngày thứ tư cấm vắng mặt. Phải ôn bài này và ôn những cái bài trước đó và ôn lại cái bài về cái tủ, cái thùng chứa. Thứ tư tao sẽ làm bài xịn sò về quản lý sinh viên theo dùng ArrayList mà dùng cả hàm sợt kiểu này luôn. Cho nên các con phải ôn bài này nếu các con muốn đi tiếp. Code giờ nó không còn hack não như ngày xưa. Nó chỉ là chơi với các con trỏ thôi. Chứ còn các khái niệm mới thì gần như là hết rồi. Nha. Nó chỉ còn bài comparable, comparator, ứng dụng của phần sort tự động nữa thôi. Chứ còn ngoài ra phần mới khó thì hết rồi. Giờ chỉ có điều xoắn não với cũng đủ các loại con trỏ. Vì bài toán cuối cùng luôn luôn là xử lý dữ liệu nhiều. Xử lý trên nhiều dữ liệu trên danh sách, dữ liệu lớn, big data hay là kể cả cơ sở dữ liệu là toàn dữ liệu đồng nhất và dữ liệu nhiều.
thì trò bản chất cuối cùng là tranh về một mảng các con chó, một đống các con chó mà thôi. Cho nên làm ơn về học một cách tử tế bài ngày hôm nay, chứ tao không có đùa đâu. Nghe chưa tụi bay? Dạ vâng. Rồi. Bài giảng bữa nay kết thúc. Bữa sau tôi sẽ đi vào cái tủ, cho nên về ôn bài nhắc lại, ôn về cái tủ, cái bài cái tủ cái mảng á. Rồi ôn về release của bài ngày hôm nay. Tối nay tôi sẽ post cái video này luôn để các bạn có cái mà ôn tập. Đó rồi thì thứ tư nhớ nha, sẽ đi vào bài hoàn hảo hoàn thiện. Chúng mày có khả năng đọc ngay lúc này, chúng mày đọc được code của tao, cái bài mẫu rồi, đọc được full rồi đấy. Chỉ có mỗi phần sọc một tí thôi, nhưng mà tao đã làm sọc bằng tay hôm nay rồi, thì chúng mày đọc được gần như đến 90% cái bài code mẫu pet care tao đưa rồi. Đọc được đến 90%. Còn lại 10% là do comparable, comparator và anonymous, trong đó thì tao sẽ giảng thêm thôi. Xong. Vậy cấm vắng mặt vào bữa sau. Nghe chưa? Về ôn bài. Vâng ạ. Rồi. Ủa thầy ơi, cho em hỏi chút thầy. Là